8. Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 8. Tổ Phật Đà Nang Đề, sanh sau Phật Niết Bàn 287 năm, con của ông Phật Cù Thiên, mẹ là bà Chí Phương Thu, nước Kamala. Trên đầu Ngài có cục thịt nổi lên, khi Ngài đi vào trong bóng tối, cục thịt ấy tự chiếu sáng. Ngài ít nói chuyện, thường thích chỗ vắng vẻ, thích sưu tầm những lời dạy của những đạo nhân. Năm 14 tuổi, nhân đi du xuân, Ngài gặp được tổ bà Tu Mật, có thưa hỏi như sau. Kính thưa Thầy, Ngài tu để được cái gì? Tổ đáp lại Ngài, ta tu là để được cái không tu. Ngài nghe tổ trả lời lạ quá nên hỏi, tu mà được cái không tu là tu làm sao? Tổ trả lời, tức không dính mắc cái gì hết. Ngài về trình thưa cùng cha mẹ, xin theo tổ xuất gia. Cha mẹ bằng lòng, theo tổ học được một năm. Một buổi sáng, Ngài thưa với tổ, bạch tổ, nhờ con theo tổ tu cái không tu, hôm nay con đã biết cái không tu ấy rồi. Tổ bảo, ông đừng lạm dụng lời người khác. Ngài thưa, con rõ ràng thường biết, thì làm sao lạm dụng lời của người khác được? Tổ nói, vậy người nói chỗ người biết coi có đúng không? Ngài liền chắp tay thưa trình với tổ bài kệ 64 câu như sau. Hôm qua con chỉ ngồi chơi, tâm con thanh tịnh được rơi về nhà. Nhà con là chỗ hôm qua, thanh tịnh vắng lặng nhìn xa vô cùng. Tuần trước tổ dạy con dừng, luân hồi sinh tử con đừng ham mê. Nhờ vậy con rõ đường về, nhà xưa quê cũ là quê Niết Bàn. Về đó con được bình an, luân hồi sinh tử không ràng buộc ta. Thầy dạy ý Phật Thích Ca, hễ ai nhận được vượt ra luân hồi. Tu thiền thanh tịnh mà thôi, ai mà thanh tịnh nhận rồi tánh nghe. Cái nghe không phải tánh nghe, nếu nghe vật lý lên bè trầm luân. Rơi vào Phật tánh con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Vào đây chỉ biết hằng còn, không sanh không tử không còn thứ chi. Thiền tông thật là diệu kỳ, rơi vào bể tánh cái chi cũng tường. Vào được không bị vấn vương, những thứ vật lý buồn thương không còn. Thấy nghe thanh tịnh của con phát ra tiếng, tiếng còn mãi vang. Vang mãi vượt cả trần gian, khắp trong vũ trụ tiếng vang khó lường. Tiếng nói khi ở trong giường, chỉ vài trăm thước hết đường để đi. Thầy dạy thiền tông diệu kỳ, không dính không mắc, cái chi cũng tường. Hiện tại con hết vấn vương, những thứ vật lý con thường rõ thông. Nhìn cảnh vật và núi sông, những thứ duyên hợp, hợp xong tan lìa. Thiền tông chỉ rõ thứ kia, những thứ vật lý xa lìa với con. Dầu vàng bằng núi bằng non, đến khi tắt thở không còn thứ chi. Thiền tông Phật dạy con ghi, khi lìa vật lý không chi phiền mình. Thiền tông không phải lặng thinh, mà thấy cứ thấy mình đừng bận chi. Thiền tông thanh tịnh một khi, chừng nào được hút qua thì màn trong. Là về quê cũ đã xong, vào trong bể tánh là xong luân hồi. Con trình chỗ nhận vậy thôi, xin Thầy chỉ dạy có lời nào sai. Xin cho con rõ được ngay, chỗ con thấy biết có sai chỗ nào. Nhờ Thầy chỉ dạy trước sau, nay con biết được đường vào vô sanh. Vào đây tuyệt diệu vô tranh, Niết Bàn thanh tịnh không sanh luân hồi. Con xin trình Thầy dạy rồi, xin Thầy xác nhận những lời của con. Lòng con nhất quyết phải còn, lần theo chánh pháp lòng con quyết làm. Dù cho núi lở sông tràn, cũng không lay chuyển lòng an Phật truyền. Con xin phát đại thệ nguyện, dù cho thân nát, con nguyện không lay. Khi tổ bà Tu Mật nghe Ngài Phật Đà Nang Đề trình 64 câu kệ, nói lên được chỗ rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh của mình, tổ dạy, người đã vượt qua được cửa hải triều âm, về được nhà xưa của mình,
Tổ vị thứ tám ta sẽ trao cho ngươi. Vậy ngươi hãy lo buổi lễ truyền bí mật thiền tông này cho tươm tất. Đúng 12 ngày nữa, ta sẽ truyền bí mật thiền tông cho ông, thay ta làm tổ sư thiền tông đời thứ tám. Ông Phật Đà Nang Đề đảnh lễ thầy mình và lo chuẩn bị cho buổi lễ truyền thiền tông này.